Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 1 tháng 12. Hôm nay khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không còn chịu tác động của rãnh thấp xích đạo và gió đông, nên thời tiết khá khô ráo, cường độ nắng yếu, nền nhiệt về đêm từ 25 đến 27 độ. Các khu vực ở gần biển thấp hơn 1 đến 2 độ. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Một số nơi xuất hiện mưa rào rải rác, nhưng lượng mưa không đáng kể. Ngày mai, mức nhiệt cao nhất chỉ từ 30 đến 32 độ. Trời có nắng dịu, không khí mát mẻ. Trong khi đó, thời tiết trên các vùng biển, trong đó có vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, vẫn duy trì gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu, trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng yếu, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 83 đến 88%. Huyện Côn Đảo, trời nhiều mây có mưa rào và dông, ngày nắng yếu, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 83 đến 88%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7 và cấp 8, biển động mạnh. Tại Vũng Tàu ngày 2 tháng 12, mực nước cao nhất 411 cm, xuất hiện lúc 23 giờ 40 phút, thấp nhất 204 cm, xuất hiện lúc 6 giờ 40 phút.